Xin chào anh chị em, xin chào tất cả mọi người Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024 Cũng là ngày Chủ nhật cuối tuần Thì em cường lên một cái video Tổng quan về vĩ mô và nhận định cuối tuần Cùng với cả động thái của thị trường Trong cái những cái phiên giao dịch tuần sau Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua Một số cái chỉ số vĩ mô Ở trên cái biểu đồ của WeChat Thì đầu tiên thì mọi người có thể thấy là Đây chúng ta đang có cái ô mô đang lưu hành Có nghĩa là giai đoạn này Ngân hàng nhà nước đang tích cực bơm tiền qua kênh tín tín phiếu đó bơm tiền nha mọi người nhá qua kênh OMO nhầm chứ không phải kênh tín phiếu đâu kênh OMO hiện tại là cái lượng chứng chỉ OMO đang lưu hành là 118.000 tỷ với cái lãi suất hiện tại của chúng ta đang là 4,25% đó và hiện tại thì bill của chúng ta đang lưu hành chỉ có 56.000 tỷ thôi tức là sau một cái giai đoạn là hút tiền rất mạnh lên đến cái mốc gọi là à, gần 180.000 tỷ thì ngân hàng nhà nước đã bắt đầu trả về rồi. Cái lượng bill gọi là được phát hành ra thì bây giờ đã đáo hạn và đã trả về cho uh, các hệ thống ngân hàng thương mại cái số lượng tiền đó và cái lượng thanh khoản đó nó đang căng cứng cho nên là OMO kênh OMO được bơm liên tục với cái lãi suất 4,25% thì chứng tỏ là hiện tại thì uh, cái lãi suất liên ngân hàng của chúng ta nó đang neo ở trên vùng cao đấy Liên ngân hàng hiện tại đang ở mốc bao 4,36%, có nghĩa là cái mức chênh lệch lãi suất giữa đô đồng và việt đồng hiện tại bây giờ nó chỉ còn khoảng tầm 0,8% thôi mọi người ạ. Đúng không? Có nghĩa là cái gáp lãi suất hiện tại bây giờ nó đã không còn uh, duy trì ở mức cao nữa. Đây cũng là một cái động thái rất là tốt của ngân hàng nhà nước. Họ cố tình điều hành như thế này để cho cái hiện tượng gọi là đầu cơ đô la trên cái thị trường một à liên ngân hàng với nhau ấy thì nó sẽ giảm bớt đi và nó cũng sẽ góp phần làm giảm cái áp lực đối với tỷ giá của chúng ta. Và cái thứ hai mà cái giai đoạn này mọi người cần quan tâm giúp em là cái lãi suất của bill phát hành tín phiếu bây giờ nó cũng duy trì ở mức rất cao, tức là ở cái mức 3,75%. Đấy có nghĩa là ngân hàng nào mà thưa tiền thì có thể là cho ngân hàng nhà nước mua tín phiếu của ngân hàng nhà nước với cái lãi suất là 3,75%. Đấy lãi suất bill nó cũng kéo lên rất là cao nhé mọi người nhé rồi và tiếp đến là lãi suất uh, OMO thì thay vì duy trì ở cái mặt bằng 4% thì hiện tại OMO nó đã được kéo lên ở cái mức là 4,25%. Thì trong quá khứ thì em thấy tất cả những cái lần OMO này mà được kéo lên là mọi người này thì thông thường là vài tháng sau đó thì lãi suất điều hành nó cũng sẽ được nhấc lên nha anh chị em nhé Đấy. Cho nên đây này mọi người này, OMO là cái đường màu vàng này. Đó tất cả những cái lần mà ô được nhắc lên thì sau đó thì lãi suất điều hành của chúng ta sẽ nhắc lên. Cho nên là mọi người cũng đừng có bất ngờ khi mà sau này lãi suất điều hành của chúng ta có thể nhích lên khoảng 0.25 hoặc 0.5 gì đó thì cũng không có gì là bất ngờ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì ô nó đã báo hiệu trước rồi nhá mọi người nhá. Bởi vì là khi mà ngân hàng nhà nước phải nhích cái lãi suất ô lên chứng tỏ là cái thanh khoản trong cái hệ thống liên ngân hàng hiện tại của chúng ta nó không còn dồi dào nữa đúng không? Và khi nó không còn rồi nào nữa thì đương nhiên là các ngân hàng thương mại họ sẽ nhấc cái lãi suất tiền tiền gửi. Đấy, có nghĩa tiền gửi của ngân hàng thương mại hiện tại họ huy động của dân cư ví dụ như là 4,6% thì khi mà lãi suất OMO nó căng thẳng này, có nghĩa là họ không vay được của nhau với cái lãi suất thấp nữa thì đương nhiên họ sẽ huy động của dân cư với cái lãi suất gọi là cao lên. Ví dụ như ngày trước thì đang là 4,8 hoặc 5% thì bây giờ có thể họ sẽ nâng cái lãi suất huy động ở cái kỳ hạn một năm lên là khoảng tầm 5,5 chẳng hạn. Đấy, 5,5% đấy anh chị em nhá nhưng tuy nhiên kể cả là có nhấc cái nền lãi suất huy động lên một chút thì cái lãi suất nó vẫn ở mức thấp nha mọi người nhá chứ không phải là nó cao đấy cái này nó là những cái cú gọi là cái cú gió ngược trong một cái nhịp mà lãi suất nó vẫn đang duy trì ở mức thấp thôi chứ không phải là một một đợt đảo chiều chính sách nha mọi người nhá đấy cái đợt đảo chiều chính sách nó phải như cái đợt OMO ô này này mọi người này mọi người nhìn thấy cái đầu đường màu vàng không đó cái giai đoạn năm 2022 mọi người nhìn thấy không đây này đó Đấy, đây mới là một đợt đảo ngược chính sách này. Đó, cái đường màu vàng OMO mà nó nhấc lên trước này, mọi người thấy chưa? Đấy cái giai đoạn tháng 7 này. Tháng 6 tháng 7 OMO nó nhấc một phát từ lúc từ 2.5 này. Đó, xong bắt đầu là có đỉnh cao nó lên tận 7 chấm đấy mọi người này. Đó, và lãi suất liên ngân hàng nó cũng nhấc lên này. Đấy là những cái đợt mà nó đảo chiều chính sách. Đấy còn đợt này nó chỉ là một cái lần gió ngược thôi. Tuy nhiên là cái OMO nó nhấc lên trước thì nó cũng báo hiệu là lãi suất điều hành một vài tháng nữa nó có thể nó sẽ nhấc lên theo nha mọi người nhá. Đấy cho nên là mọi người cũng không quá bất ngờ. Rồi, còn về cái tình trạng gọi thanh khoản thì em vừa trình bày với mọi người rồi, có nghĩa là hiện tại chúng ta đang bơm bơm OMO rất nhiều qua cái kênh thị trường mở. Đó và lãi suất OMO hiện tại thì đang là 4.25 và cái lượng gọi là tín phiếu OMO đang lưu hành thì nó là 118.000 tỷ. Đấy, còn cái lượng tín phiếu hút tiền nha mọi người nhé hút tiền nhé tín phiếu hút tiền thì hiện tại nó duy trì ở cái mốc 56.000 tỷ đó 52 54 56 đúng rồi 56 000 tỷ rồi thì đó là về vĩ mô thì em sẽ điểm qua một chút cho mọi người thì nó cũng chưa có gì là biến động cả và hiện tại thì chúng ta đang chấp nhận dần với cái mức nền gọi là cái nền lãi suất liên ngân hàng đi ngang ở vùng cao đấy có nghĩa là ngân hàng nhà nước cũng đang muốn duy trì nó ở vùng cao để làm giảm cái gáp tranh lệch lãi suất giữa đô đồng và việt đồng rồi thì tỷ giá của chúng ta thì đợt vừa rồi cuối tuần thì em thấy nó cũng chưa được hạ nhiệt cho lắm anh chị em ạ, đúng không? Tỷ giá chợ đen. Tỷ giá của chúng ta thì em thấy là nó cũng chưa được hạ nhiệt bởi vì là cuối tuần vừa rồi thì cái tỷ giá chợ đen nó vẫn còn gọi là nhích một chút tuy nhiên là sang đầu tuần khả năng là nó có thể là nó sẽ suy giảm đấy bởi vì là mọi người thấy là cái chỉ số DXY này DXY ở phiên cuối tuần khi mà có cái dữ liệu việc làm của Mỹ nó ở cái mức rất là cao 3,9% ấy thì thì là cái DXY nó lại bị sụt giảm đúng không đây này đã trong phiên nó có lúc nó giảm về tận 104,5 luôn nhưng mà sau nó giật lên vì sao mà cái dữ liệu việc làm xấu thì cái DXY nó lại giảm đó là bởi vì là khi mà dữ liệu việc làm của Mỹ ấy, mà cái, cái cái cái, cái tỷ lệ thất nghiệp của họ lên đến khoảng tầm gần 4% ấy thì nó sẽ tạo cho người ta một cái um, cái kỳ vọng đó là Fed họ sẽ sớm hạ lãi suất bởi vì họ không muốn gọi là cái tỷ lệ thất nghiệp nó vượt trần 4%. Khi mà tỷ lệ thất nghiệp nó vượt trần 4% thì rất dễ gọi là Mỹ họ đi vào cái suy thoái kinh tế, đúng không? Đấy là cái điều mà không ai muốn cả. Vì vậy khi mà thất, thất tỷ lệ thất nghiệp đợt vừa rồi họ ra số liệu là 3,9% phát thì bắt đầu là thị trường chứng khoán nó lại phản ứng rất là buồn cười nha anh chị em nhé đúng không đấy SPX này đi Dow Jones này nó đều mở gap tăng rất là buồn cười mặc dù là số liệu xấu đấy là thị trường tài chính lắm lúc lắm cái nó buồn cười lắm anh chị em ạ đúng không nhiều khi là số liệu tốt ra thì thị trường lại giảm số liệu xấu ra thì nhiều khi người ta kỳ vọng là kinh tế xấu đúng không lạm là phát rồi thì à, à, thất nghiệp cao thì nhiều khi là ngân hàng trung ương họ lại hạ lãi suất cho nên người ta kỳ vọng nên là người ta lại mua cổ phiếu thế nó bị buồn cười cho nên là cái tư duy ngược này lắm lúc là mình còn phải học rất là nhiều mọi người nhá đấy phải tư duy ngược rồi và cái tích cực vừa rồi nữa là cái giá dầu anh chị em này cái giá dầu ben biển bắc thì rất là vui khi mà nó giảm về cái mức 82,78% đó là mọi người hiểu nôm na là hiện tại thì cái rủi ro gọi là địa chính trị giữa Iran và Israel thì gần như là nó đã qua đi rồi đấy anh chị em ạ. Bởi vì là thông thường nếu cái rủi ro này mà nó còn leo thang thì dầu chẳng bao giờ nó giảm được như này đâu. Đấy nên anh chị em hiểu nôm na là như vậy Cái giai đoạn leo thang này này mọi người này Đó nó đi lên này Đấy là cái đoạn này đoạn leo thang căng thẳng Khi mà ông Iran ông ấy Ông ấy nã khoảng tầm 300 quả Vừa tên lửa và UAV về phía lãnh thổ của Israel đấy Nhưng sau cái vụ đấy thì cũng không có Cái hiện tượng gì đáp trả mạnh mẽ Và cái vụ việc nó dần dần nó lắng xuống Sau đó giá dầu nó cũng cắm phập xuống Đúng không? Đấy là cái điều mà chúng ta có thể thấy là cái rủi ro địa chính trị nó cũng bớt qua đi ở cái khu vực gọi là nó cũng bớt căng thẳng đi ở cái khu vực Trung Đông rồi nhá anh chị em nhá, đấy là về tình hình thế giới. Thì cái chỉ số gọi là chứng khoán Mỹ khi mà cái chỉ số SPX và Dow Jones và đác, nó tăng mở gáp một cái hiện tượng gọi là rất là buồn cười khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó tăng cao đúng không? Thì gây cho người ta một cái kỳ vọng đó là đó là ngân hàng trung ương Mỹ Fed họ sẽ sớm hạ lãi suất thì cái điều này nó có thể nó cũng sẽ tác động tích cực đến thị trường của chúng ta trong cái phiên thứ hai tuy nhiên anh chị em nhớ giúp em là nó tác động tích cực thì với những người cầm cổ phiếu thì nó là một cái điều tích cực thôi còn mua thì theo em nghĩ là ở những cái phiên mà ví dụ như buổi sáng mà nó mở gác nó tăng thường là anh chị em mua về là hàng không có ăn đâu cho nên là mọi người cũng cần chú ý nhá sáng thứ hai kể cả thị trường nó có tăng điểm ngay mọi người cũng cần chú ý đừng có mua bán bừa bãi đấy cái nhóm của em thì đang vẫn duy trì ở cái mức tiền cổ khoảng tầm năm sáu đó, tiền thì khoảng tầm 5 60 cổ cũng khoảng tầm 50% gì đó Và có rất nhiều anh chị cũng đang cầm khá là nhiều cổ phiếu Tuy nhiên là cái giai đoạn này thì em nghĩ là thị trường nó sẽ chuyển trạng thái Từ uh, uptrend sang một trạng thái thị trường sideways đấy anh chị em ạ nhá Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn với cái thị trường Việt Nam của chúng ta đây Thì em sẽ nói qua thôi bởi vì là tất cả những cái điều này em đã nói vào cái live stream hôm thứ 6 uh, buổi chiều rồi thì bây giờ em chỉ nhắc lại cho mọi người nhớ thôi Đấy thì tất cả chúng ta đang có một cái đường biên dưới Đấy như ở cái vùng này là em dự đoán có thể là ở trên cái vùng này là em hơi bị sai khi mà vào khoảng tầm 30% hàng ở cái cây bull cháp này và nó gãy hiện tại em vẫn đang kẹp hàng nha lỗ khoảng 6% anh chị em nhé đó thì khi mà nó quay trở về đáy này thì vùng đáy này thì em đã, đã khuyến nghị anh chị em gọi là trung bình giá thì bây giờ khi mà nó hồi lên anh chị em sẽ bán bớt cái phần của mình ra và em nghĩ cái nhịp hồi này có thể nó còn tìm về được tận cái vùng một nghìn 233. Đấy có nghĩa là chúng ta đang có một cái đường biên dưới rồi nha anh chị em nhé Đây này. Đó, chúng ta đang có một cái đường biên dưới hiện tại là cái đáy ngắn hạn của thị trường nó đã được xác lập rồi. Đấy, đúng không? Đấy, và bây giờ tất cả thì đều đang gọi là suy nghĩ là nó hồi kỹ thuật sau đó nó sẽ quay trở về là test đáy, đúng chưa? Thì chúng ta không quan trọng là nó có test hay không, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta đang chúng ta đi tìm cái đường biên trên. Đấy anh chị em nhé Đấy Và nếu thị trường lên một cái vùng biên trên nào đó Em cũng chưa biết cái đường biên trên ở đâu Nhưng theo em nghĩ thì cái đường biên trên có thể Nó sẽ xác lập luôn trong cái phiên thứ hai Đấy có thể nó lên được khoảng tầm 1230 chẳng hạn đi Đúng không? Thì đấy sẽ là một đường biên trên Sau đó nó quặp đầu quay xuống Thì sau đó chúng ta sẽ có một cái vùng Gọi là vùng training range Đấy anh chị em nhớ giúp em nhá Chúng ta sẽ có một vùng training range Và ở cái vùng này thị trường nó sẽ chuyển từ trạng khoái trạng thái gì anh chị em trạng thái dưới này đó chính là trạng thái uptrend đó đúng không và nó sang cái trạng thái đi ngang giống như cái giai đoạn này gọi là trạng thái gì trạng thái sideways anh chị em nhá đấy nó sẽ tạo biên và em sẽ chờ cái đỉnh của nhịp hồi này sau đó nó quay trở xuống đúng không thì khi ấy bắt đầu chúng ta sẽ chắc chắn được là thị trường nó đi vào một cái trạng thái sideways và lúc đó anh chị em nhà mình sẽ tìm kiếm cơ hội nha mọi người nhá ít nhất cũng phải chờ khoảng tầm đến đến hết tuần sau đấy anh chị em ạ, đúng không? Có nghĩa là cho nó hồi phục hết đi, sau đó nó quay trở lại nó điều chỉnh. Sau đó chúng ta sẽ có gọi là một là biên gì anh chị em? Biên dưới, hai là chúng ta sẽ có biên trên. Đấy và chúng ta sẽ tiến hành giao dịch trading trong cái vùng biên dưới và biên trên nhá mọi người nhá. Chuyển trạng thái từ từ uptrend sang sang gì anh chị em? Sang sideways nhá, khu vực sideways nó sẽ đánh giống cái giai đoạn này này. Đó, vậy em nghĩ giai đoạn này nó cũng y chang thôi, nó cũng không có gì là khác đâu mọi người ạ. Đó, đúng không? Đấy, và đây sẽ là biên dưới này. Nếu mà thị trường chỉ số mà bị đạp vào vùng này thì bắt đầu anh chị em nhà mình sẽ mở mua, đúng không? Còn khi mà nó lên vùng trên này thì anh chị em mình sẽ tiến hành tỉa bớt. Đấy, đánh đúng những cái giai đoạn này. Cái giai đoạn này là mình giao dịch rất thành công khi mà mình đánh cái cổ phiếu Nam Kim và cái cổ phiếu uh, Nam Kim này và HCM đấy em đánh ở trong cái vùng này rất là ngon nhưng mà rất buồn khi cái vùng này em lại không kiếm được nhiều lợi nhuận và em lại dính một cái phát kẹp khoảng 30 hàng ở khu vực này nhưng mà thôi không sao trong đầu tư thì chắc chắn là những cái sai lầm sẽ giúp bản thân mình bản thân mình càng ngày càng tốt hơn anh chị em nhé mình sẽ fit được những cái sai lầm đó khi nó xảy ra thì mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm để xử lý hơn đấy nên là anh chị em cũng không cần phải buồn nhưng mà về tương lai thì mọi người nhớ giúp em là EPS toàn thị trường tăng lợi nhuận toàn thị trường tăng PE của thị trường đang chiết khấu ở cái mức trung tính, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng thì đương nhiên thị trường chứng khoán điều chỉnh xong sẽ tiếp tục tăng và vượt đỉnh. Đấy, còn cái vấn đề bao giờ nó vượt đỉnh thì chưa biết. Anh chị em nhà mình sẽ cùng gọi là đồng hành với nhau nha mọi người nhá. Đấy là về cái kịch bản của thị trường thì nói trắng phớ luôn đấy mọi người là em xác định là nó sẽ chuyển sideways ở trong cái khung này. Đó. Đúng không anh chị em? Đấy, thì bên trên có thể sẽ là cái vùng theo em nghĩ thì nó cao thủ lắm thì vào là vùng 1235 hoặc đến 37 là cùng đúng không còn biên dưới thì nó đã xác lập là cái vùng 1165 rồi anh chị em nhá đấy thì chúng ta sẽ có cái kênh đó để sau này chúng ta sẽ giao dịch trong cái training range đấy rồi thì đấy là về thị trường còn một vài cổ phiếu cần phải chú ý thì em thấy thứ nhất chúng ta sẽ có cổ phiếu ctr đấy cổ phiếu này thì chứng tỏ nó là một cái cổ phiếu rất là khỏe đúng không anh chị em nó tạo đỉnh sau này nó có một cú điều chỉnh khoảng 30% sau đó nó đang có một nhịp hồi phục Đấy, thì những cái cổ phiếu này sau đó sau khi mà nó hồi phục đủ một nhịp AR tự nhiên thì nó test lại sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta tham gia. Đấy, tuy nhiên chúng ta chờ nó test lại nhá. Rồi. Và tiếp theo đó chính là cổ phiếu VND. VND thì em thấy là sau một nhịp nó rơi rất là sâu. Nhịp này mọi người biết nó rơi bao nhiêu phần trăm không? Nhịp này nó đã rơi khoảng tầm 25% nhá mọi người nhá. Thì ở đây nó có một nhịp hồi phục tự nhiên. Và đây chính là một cú bách test. Đó, thế nên em nghĩ là cổ phiếu VND sắp sửa nó sẽ quay trở về hồi phục lại cái vùng 22.000. Đấy sau khi nó bách test lại cái khu vực này xong. Nha anh chị em nhá. Đấy nên là mọi người có thể chú ý những cái cổ phiếu này để mọi người kẹp thì trung bình và nếu mà không kẹp thì có thể là là lướt lát được đối với những cái cổ phiếu này. Gimandes thì em cũng đang để ý rất kỹ nhưng mà cổ phiếu này nó đang ở trong cái trạng thái gọi là vượt đỉnh rồi, cho nên là trước mắt là sẽ không có tham gia nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cổ phiếu nó đang vượt đỉnh trước thị trường, nó là những cái cổ phiếu mạnh. Tuy nhiên nó đang được cái dòng tiền đu bám rất là lớn. Đấy, cho nên là chúng ta buộc phải chờ những cái nhịp rũ điều chỉnh thì chúng ta mới có thể tham gia được. Đấy, đấy là đối với cổ phiếu JMandes. Và tiếp theo là cổ phiếu HCM. HCM thì nó cũng tương tự như là cổ phiếu VND thôi. Nó có một nhịp điều chỉnh giảm cùng với thị trường ở cái mức này là nó điều chỉnh khoảng tầm khoảng tầm 17 18%. Và bây giờ nó đang có một nhịp hồi phục rồi và bây giờ là cái nhịp retest lại nha mọi người nhá. Đấy, dòng chứng khoán này, em thấy cả dòng nó đang có cái nhịp test đáy hai rất là tốt. Cho nên là em nghĩ là sau cái nhịp test đáy hai này nó sẽ quay trở về cái nền phía trên này rất là cao. Đấy, anh chị em nhá, nên mọi người chú ý. Đấy, mọi người có thể hoàn toàn chú ý nhiều đến cái nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán bởi vì cái nhóm này là cái nhóm test đáy hai trước thị trường chung. Đúng không? VN-Index đã test đáy hai đâu. Đúng không anh chị em? VN còn chưa test đáy hai này đấy đúng không nó còn đang nhìn hồi này thì bọn chứng khoán nó đang nó đang test đáy hai rồi đó cho nên là khi mà nó test trước thì thường nó dễ nó dễ tăng trước đó tiếp theo là cổ phiếu Việt theo cổ phiếu này thì nó cũng tương tự như cổ phiếu CTR thôi nó cũng đang có một nhịp gọi là hồi phục sau nhịp điều chỉnh và chắc chắn sau cái nhịp này nó sẽ còn có những cái cú bách test lại ở cái khu vực có thể nếu nó mạnh nó sẽ bách test lại cái khu vực vùng 75.000. Nên anh chị em có thể canh ở những cái vùng đó nhé mọi người nhé Đây này, đó, vùng 75.000. Đấy, Techcombank. Techcombank thì là một cái cổ phiếu mà nó đang có cái xu hướng có thể nó sẽ uh, vượt đỉnh nhưng mà nó có cái gáp ở chân này mọi người này. Và cái khối lượng nó không cao này. Đấy cho nên là rất có thể là nó sẽ quay trở lại nó lấp gáp nhé mọi người nhá. Đấy đối với Techcombank em nghĩ nó sẽ quay trở lại nó lấp gáp đấy. Rồi, tiếp đến là VCI. VCI em rất thích cái cổ phiếu này bởi vì sao? Cổ phiếu này nó đã có một nhịp test đáy này, hai nhịp test đáy này. Đấy, và ba nhịp test đáy này. Đấy nên em đánh giá cao cổ phiếu này rất có thể nó cũng sẽ bước vào một cái nhịp hồi phục mạnh cùng với cả nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đấy. Nha anh chị em nhá. Rồi và tiếp đến là CTR này em nói rồi này. CTG, CTG thì bỏ qua đi. Banh thì em không ưu tiên CTG nhưng mà ưu tiên MBB đi. Đó. MBB nó đang thiết lập một cái vùng cân bằng. Đấy anh chị em. Mọi người nhìn ra đây có là mẫu hình gì mọi người nhìn rõ phải không? Em thấy rằng đây nó chính là cái mẫu hình gãy nền rũ nhá mọi người nhá. Đấy, đây là một cái vùng nền ngắn khi mà thị trường nó đi lên nó xác lập một vùng nền ngắn ở đây. Và tại đây nó có một phiên breakout này. Đấy, với dòng tiền mạnh này. Đó. Và sau khi gãy về cái khu vực này thì cổ phiếu bắt đầu cạn kiệt khối lượng này. Đấy, nên là theo em nghĩ thì ở cái vùng 21 đến 22 mọi người hoàn toàn có thể gom MBB cho cái mục tiêu trung hạn được rồi nha anh chị em nhá. Mọi người cầm cổ phiếu này thì chuẩn bị có một đưu tăng vốn là 15% bằng cổ phiếu và 1.000 đồng bằng tiền mặt nha anh chị em nhá Đó rồi Tiếp đến chúng ta đến cổ phiếu PVS PVS thì nó là một cổ phiếu theo cái dạng hưởng lợi từ từ cái lô bê ô môn Và em nghĩ rằng cái cổ phiếu này nó rơi về đây chính là cái vùng nền cũ này của nó rồi Đấy cho nên cái vùng này là anh chị em nhà mình cũng có thể xem xét được đối với cổ phiếu PVS Nếu nó có một cái nhịp retest về vùng 38 thì đó chính là cái cơ hội để cho chúng ta mở mua Đó và tiếp đến là cổ phiếu Masan. Masan thì là một cái cổ phiếu mà em Cường mua ở cái vùng 72 này và ăn luôn một cây sàn. Đó. Sau đó cổ phiếu nó tạo đáy và hiện tại em Cường vẫn đang cầm nguyên. Hiện tại thì mới gần về bờ thôi, em vẫn còn đang lỗ khoảng tầm 3% đối với cái cổ phiếu này. Tuy nhiên tương lai cổ phiếu này em nghĩ chắc chắn nó sẽ quay trở lại cái vùng 80 thôi. Còn khi nào thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ thêm. Bởi vì sao cổ phiếu này nó đang có yếu tố thiên thời. Thiên thời là gì? Chúng ta chuẩn bị có một đợt gọi là giảm thuế VAT cho 6 tháng cuối năm và thứ hai là địa lợi địa lợi là gì đó chính là dòng tiền nó đã bắt đầu tham gia rất lớn ở cổ phiếu này rồi bất chấp khối ngoại họ bán dòng nhưng cái dòng tiền nào đã cân lại cái dòng tiền của khối ngoại đấy chính là cái dòng tiền sau này họ sẽ đẩy giá cổ phiếu này nha mọi người nhá đấy là cái yếu tố địa lợi và thứ ba là nhân hòa nhân hòa là gì là trong cái kỳ họp cổ đông của Masan này chủ tịch Nguyễn Đăng Quang ông đã nói năm nay cái dự kiến về lợi nhuận của Masan nó sẽ gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái đấy anh chị em nhá họ đã đặt mục tiêu như vậy thì chắc chắn họ sẽ phải cố gắng để họ thực hiện thứ nhất là tiết giảm chi phí thứ hai là với cái dữ liệu lạm phát của chúng ta hiện nay chắc chắn là cái hàng tiêu dùng trong tương lai nó sẽ phải tăng giá lên bởi vì sao bởi vì khi mà lạm phát tăng tiền tiền gì anh chị em tiền mất giá thì đương nhiên hàng phải tăng rồi đúng không tiền nhiều hơn hàng thì hàng phải tăng đó chính là quy luật cung cầu và masan cũng đang ở một cái vùng vùng này anh chị em nhìn là biết là vùng gì rồi đúng không nó là vùng đáy của một giai đoạn thời đại nha anh chị em nhé mọi người nhìn thấy không đây trên là biểu đồ tuần này đấy, nó ở một cái vùng đáy của một cái giai đoạn thời đại mọi người nhìn này đúng chưa đấy từ năm 2018 đến năm 2020 masan tạo đáy và đây chính là từ năm 2021 đến năm 2024 cũng chính là giai đoạn đáy của đáy thời đại ma san anh chị em nhé đấy chính là lý do vì sao mà em mua cổ phiếu này và sẽ giữ cổ phiếu này bất chấp cổ phiếu này ít nhất phải về được cái vùng 100 bắt đầu em mới có nghĩa là nghĩ đến cái chuyện gọi là chia tay với nó đấy trước mắt là em sẽ giữ và nếu có những cái nhịp test lại thì em sẽ tăng tỷ trọng tuy nhiên em không đánh giá cao vì cổ phiếu này nó không phải là một cổ phiếu tăng trưởng mà nó là một cổ phiếu phục hồi sau khó khăn cho nên là sẽ không gọi là duy trì cái tỷ trọng cổ phiếu này nhiều em có thể sẽ gọi là dành khoảng tầm 25% NAV cho cái cổ phiếu Masan này thôi đó tiếp đến là FPT FPT thì nó hoàn toàn là một cổ phiếu tăng trưởng tốt rồi tuy nhiên ở cái điểm này thì theo em nghĩ thì nó cũng không mua được đấy nó treo leo rồi nên chúng ta bỏ qua anh chị em nhé ITD ITD thì em không đánh giá cao nhưng mà em có một cái cổ phiếu này nó chính là cổ phiếu IDC này ở à, cổ phiếu IDC này thì ở tại cái kỳ họp cổ đông vừa qua, IDC họ đã thông qua cái chính sách là sẽ nộp hồ sơ niêm yết lên sàn HOSE và họ sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với cái lượng là 40%, tức là một cổ đông nắm giữ một cổ phiếu thì sẽ được hưởng 4.000 đồng tiền mặt nha mọi người nha cổ tức đó nên mọi người chú ý IDC này nó đang có điều một là tăng vốn à quên một là chia cổ tức hai là chuyển sàn sang HOSE nha anh chị em nhá đó Tiếp đến là cổ phiếu DRC. DRC này thì rõ ràng nó đang là một cái cổ phiếu tăng trưởng của ngành xăm lốp. Thứ nhất là nó mới hoàn thiện xong cái nhà máy lốp Radian số 2 của nó và đang đi vào hoạt động. Và thứ hai là nó đang hưởng lợi được từ giá cao su tăng. Giá cao su là cái giá nguyên vật liệu đầu vào của DRC. Nhưng anh chị em nhớ giúp em nhé. DRC nó hưởng lợi là bởi vì cái thị trường xuất khẩu của DRC nó chủ yếu là châu mỹ và bắc mỹ đấy nó xuất khẩu sang nước ngoài mà tỷ giá hiện tại đang neo cao chính là cái yếu tố giúp cho drc có thể nâng cao cái biên lợi nhuận của mình đúng không bởi vì sao họ xuất khẩu ra nước ngoài thì họ sẽ cầm được đô la về và ở với cái tình hình đô la nó đang cao như thế này thì đúng không thì đương nhiên là họ sẽ được ăn tranh lệch tỷ giá khoảng tầm năm gắn liền vào với biên lợi nhuận của drc nhé chị em nhá đấy nên mọi người có thể chú ý đến drc rồi còn đối với cái cổ phiếu hdc này thì em không bình luận bởi vì là cổ phiếu này thì nó đang có một số cái gọi là ý tưởng thôi chứ nó cũng chưa có cái gì thực sự tốt nên em không muốn nói với mọi người đó và em muốn chia sẻ thêm cho mọi người là có thể cái dòng cao su mọi người chú ý đến gvr thêm này đúng không đấy gvr cũng là một doanh nghiệp vừa có bất động sản khu công nghiệp và vừa có cao su đấy nó sẽ là một cái gọi là điểm chạm rất là tích cực GVR nó là một cái doanh nghiệp đầu ngành của của doanh, dòng cao su tuy nhiên nó là doanh nghiệp nhà nước đó và nó cũng có một cái số lượng gọi là bất động sản khu công nghiệp nhất định đấy chuyển đổi từ diện tích trồng cây cao su sang đấy nên mọi người chú ý nhé tiếp đến có thể mọi người chú ý thêm cả con cổ phiếu PHR nữa đó con này nó cũng là một cái con cổ phiếu mà vừa có cả bất động sản khu công nghiệp và vừa có cả cao su Đấy cao su Phước Hòa nha mọi người nhá thì đây là những cái cổ phiếu mà được được gọi là đánh giá gọi là về vĩ mô này, về cơ bản rất là tốt rồi nên là em cường cũng chia sẻ luôn trong cái video này giúp mọi người có một cái danh mục gọi là đầu tư. Có thể mọi người lên sẵn từ trước, mọi người lên thành những cái watchlist để mọi người theo dõi. Và nếu sau này những cái cổ phiếu này nó đạt những cái tiêu chí gọi là chiết khấu tốt này đúng không? Dòng tiền mạnh thì mọi người hoàn toàn có thể tham gia để đánh một nhịp mới của nó nha mọi người nhé. Rồi chúng ta kết thúc cái video ở đây cuối tuần thì em cũng làm một cái video ngắn thôi để giúp mọi người gọi là nắm bắt tình hình thị trường là chính. Còn lại sang đầu tuần chúng ta sẽ cùng theo dõi và cùng gọi là có những cái ứng biến trong cái phiên giao dịch đầu tuần. Em nghĩ là đầu tuần thị trường của chúng ta nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi cái thị trường của Mỹ. Mỹ nó tăng tốt mở gáp thì khả năng là chúng ta cũng sẽ đầu tuần cũng có những những cái phiên gọi là tăng điểm tốt. Nhiều khi cũng có thể là nó sẽ mở gáp đấy nha anh chị em nhé đấy nên là mọi người cũng cần phải chú ý rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của em chúc mọi người có những cái giây phút cuối tuần thật là vui vẻ tạm biệt mọi người